make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Tất cả quý vị các bạn và tôi là Mạnh Ô Tô. Hôm nay ở ngoài miền Bắc là khá là lạnh và lời đầu xuân thì tôi xin gửi lời đến tất cả quý vị các anh chị một năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc và mọi sự thì như ý, phát lộc, phát tài. Và để cho một đầu xuân năm mới khởi động cho nó một năm mới hạnh phúc, vui vẻ thì nhân tiện hôm nay tôi cũng vừa lấy em Camry trên đường về và tôi cũng test luôn. Thì ở đây là một cái cơ sở mới của xóm của tôi, là cơ sở thứ hai, nó là xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm và huyện thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nó vẫn còn đang rất là hoang vu và tôi mới ở vị trí này. Hôm nay là ngày khai xuân thì chia sẻ với quý vị các bạn, đây là con Camry đời 2008 và nó là một chiếc xe mà biển Hà Nội và nó vẫn đang là đăng ký một chủ từ đầu, tức là ngày xưa nó là tên của doanh nghiệp. Và tôi test thử thì đây là con xe chạy khá tốt và nó đi nó khá là thích. Ba anh em tôi vừa mới đậu được nó về và hôm nay xin chia sẻ với quý vị và cũng là review để cho một năm mới. Thì chúng ta sẽ đi chi tiết được con xe này. Chia sẻ với quý vị các bạn, vào đây là chiếc Camry đời 2008. Thì đây là con dao Camry nó khá đẹp. Và tôi thì tôi cũng thường hay bán rất nhiều vào những dòng xe này. Và đây là phần nội thất. Thì con xe này nó là xe nguyên bản hết. Và chúng ta biết rằng nội thất con này nó cũng khá đẹp. Và tất cả hệ thống cũng như rất nhiều những con xe tôi đã chia sẻ cho quý vị các bạn, thì đối với dòng Camry này, nó có những cái tính năng, đó là toàn bộ hai bên là ghế điện và tích hợp bô lăng, máy 2.4. Và nội thất của nó thì chúng ta biết, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn xem luôn. Nhưng có một vài cái điều đối với dòng xe Camry này, thì như các anh chị vừa rồi ở phía về Tết rất hay hỏi về những dòng xe này, đó là muốn lấy những dòng xe này để đi Tết. Và có một vài bác thích với dòng màu bạc. Tôi nhớ rằng tôi làm rất nhiều với dòng xe Camry rồi, nhưng mà thường thường thì nó chủ yếu nó là màu đen. Nhưng mà riêng bác Camry này là màu bạc. Thì chúng ta biết rằng là đối phần keo chỉ và phần cánh, phần nội thất thì không nói đến nhiều nữa, nhưng mà riêng con xe này chúng ta biết rằng là nếu để so sánh thì nó thường thường nó sẽ dài hơn những dòng xe kia, đó đâu đó từ khoảng nửa mét hoặc đến một mét đối với dòng xe. Bên cạnh đó là chiếc xe Vios, thì chúng ta biết rằng là cái xe Camry này nhìn cái form dáng nó khác nhau hoàn toàn. Và Camry thì cái kiểu dáng của nó dài hơn, cho nên là đi nó đầm hơn. Nếu khi đứng ở gần hai con xe, tôi đo rất nhiều lần rồi, kể cả những dòng xe Vios đời mới, thì chúng ta biết rằng là nó đều hoàn toàn dài hơn đến gần 1 mét. Cho nên là đi nó, chúng ta sẽ hãy tưởng tượng được rằng là đối với dòng xe này, khi mà chúng ta đi dài hơn giống như với một chiếc đòn hoặc là một chiếc đòn 7, thì chúng ta biết rằng là cái độ nhún và cái độ êm nó kéo dài ra, không gian nó rộng hơn. Cho nên là hoàn toàn chúng ta thấy là cái bánh khi nó kéo dài thì cái độ ồn nó sẽ giảm đi. Và đặc biệt là đối với dòng xe này thì thân vỏ của dòng xe Camry thì bao giờ nó cũng chắc chắn hơn. Cho nên là nó sẽ ít ồn. Và khi chúng ta biết rằng là đối với dòng Camry là khi mà ngồi trên xe, cái cảm xúc của chúng ta được thay đổi một cách hoàn toàn. Đó là cái hoàn toàn cái phần thụt được thiết kế hệ thống cân bằng điện tử. Và toàn bộ xe nó được thiết kế dài ra, nó được thiết kế như vậy thì chúng ta ngồi trong xe, cái cảm xúc của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn. Đó là nó không, cảm xúc của chúng ta nó thay đổi. Chúng ta nhìn hệ thống cân bằng nó nằm phía sau này, hệ thống cân bằng này, điện tử tôi tắt tôi bật lại đó, hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống phanh được chuyển xuống chân. Cho nên cái cảm xúc của chúng ta đi là nó không bị ồn. Và rất nhiều anh em khi mà chúng tôi làm việc cùng với nhau sau nhiều năm và trải nghiệm rất nhiều những dòng xe, thì chúng ta biết, tôi biết được rằng là
tất cả anh em đều đánh giá rằng là dòng xe Camry này là dòng xe đi bền và đi thích hơn khá nhiều so với những cái dòng xe đời mới bây giờ. Cho nên là toàn bộ hệ thống nâng ghế và chỉnh điện hết, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm đối với những dòng xe như thế này. Thì tôi cũng có thể là cho quý vị các bạn, chia sẻ với quý vị các bạn về những cái phần mà nó có thể là tổng thành của con xe này. Và tôi cũng test thử trên đường khi chúng ta chạy ở trên đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn. Và tôi cho các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở độ cao và khi mà chúng ta chạy thì chúng ta biết rằng là nó hoàn toàn có thể là mang theo. Khi mà chạy ở một chế độ cao như vậy và chúng ta chạy trên cao tốc như vậy thì chúng ta biết rằng là đối với dòng xe 2.4 thì nó hoàn toàn nó chạy nó khá là mạnh mẽ. Và bên cạnh nữa, với cái tốc độ của dòng xe Camry nó khá là ổn định, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm về những cái dòng xe này. Thì cũng là trong năm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn rất nhiều những cái video về những cái đường đèo hoặc là về những video ở những độ cao của những dòng xe này. Thì quý vị có thể là chờ đón vào những cái video tiếp theo. Và để cho quý vị có thể lựa chọn những dòng xe này tốt hơn thì trong khoảng 2 năm qua tôi đã chia sẻ với quý vị rất nhiều những cái kỹ thuật, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm về xe. Thì sang năm 2018 tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn nhiều hơn nữa về những cái chi tiết, về ví dụ như là tổng thành của những hệ thống đường điện nó chạy như thế nào và cái cách để khắc phục những cái sự cố đơn giản nhất là đối với dòng xe này ở trên đường ra sao. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn và rất mong quý vị các bạn ủng hộ trong năm 2018. Và nếu quý vị thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và điều đặc biệt nữa là nếu quý vị cũng mong muốn được chia sẻ điều gì thì có thể comment xuống bên dưới. Năm nay, năm 2018, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn tất cả những kiến thức về những kinh nghiệm mà tôi đã học được và tôi đã có cái trải nghiệm trong nhiều năm qua để cho quý vị các bạn có những cái kinh nghiệm hơn nữa để trong cái cách lựa chọn xe. Cảm ơn quý vị đã xem video và tôi có để số điện thoại ở trên màn hình. Nếu quý vị mong muốn tôi chia sẻ điều gì thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc là trực tiếp đến cái cơ sở kinh doanh của tôi. Thì năm nay tôi sẽ kinh doanh ở hai nơi, đó là xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, và địa chỉ cơ sở nữa thì đó là vẫn nằm ở trên xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và cảm ơn quý vị đã xem video và chúc quý vị các bạn một lần nữa trong đầu xuân năm 2019 vạn sự thì như ý, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Like a star of the sky, I'm okay.